Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, cái gì cũng có lần đầu. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành ngoại giao Việt Nam có lãnh đạo cấp cao dính vào tội nhận hối lộ, kiếm tiền trên chính nỗi đau của công dân Việt Nam, trong khi nhiệm vụ của họ là bảo hộ công dân Việt Nam. Thật là khó mà chấp nhận được. Ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức ngày 26 Tết âm lịch năm Nhâm Dần 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khám xét bị can đối với 4 lãnh đạo cán bộ thuộc Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao để điều tra hành vi nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Các bị can bao gồm Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng, Đỗ Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng, Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng và Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng Bảo hộ Công dân. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, vụ nhận hối lộ của các bị can liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty có đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Các bạn thân mến, rất buồn là năm hết Tết đến rồi mà vẫn có những nhân sự cấp cao vào lò. Táo quân thì chắc chắn là cái chương trình đã luyện tập xong rồi. Không biết là có kịp update một nhân vật mới thuộc ngành ngoại giao vào chương trình không? Đúng thật là những năm Covid nhiều thứ tổn thất mất mát. Nhưng có một chương trình lại vô cùng có nhiều thu hoạch, nhiều chất liệu để sáng tác. Đó là chính là chương trình Táo quân. Vâng, hơn 800 chuyến bay giải cứu đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước. Gọi là được giải cứu, nhưng những công dân Việt Nam phải tự nguyện trả tiền và đôi khi còn phải tranh nhau trả tiền để được giải cứu. Nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì những năm đầu dịch giã có nhiều người phải chi tới 7.000 đô la cho một chiều về nhà trong chuyến bay giải cứu. Và trong năm 2021, dư luận nhiều lần lên tiếng về việc công dân từ nước ngoài muốn về nước phải mua vé với giá rất cao. Trả lời về việc này, các hãng bay khẳng định không đặt nặng vấn đề lợi nhuận. Giá vé cao là do phát sinh nhiều chi phí khác. Vậy chi phí khác ở đây là chi phí gì mà ghê gớm vậy? Kính thưa các bạn, Việt Nam có nhiều hãng bay khác nhau. Vietnam Airlines, Bamboo Airways, rồi thì Vietjet Air. Đây đều là những hãng bay có năng lực có thể tổ chức gửi máy bay đi giải cứu công dân. Nhưng ai sẽ là hãng được tổ chức gửi máy bay đi cứu công dân đây? Như chúng ta đã biết, thời gian vừa qua thì các hãng bay trên toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam đang lâm vào cảnh ế dài. Máy bay xếp hàng chờ được bay. Tự nhiên lại có những chương trình bay giải cứu thì còn gì mừng hơn. Số chuyến bay thì có hạn, máy bay lại nhiều, thế là phải đưa tiền thôi. Chung quy thì chỉ người tiêu dùng cuối cùng là chịu thiệt, vì chắc chắn mọi chi phí sẽ đổ lên đầu hành khách, đổ vào giá thành. Những người cần được giải cứu, ngoài những người công dân đi du lịch, đi công tác, đi chữa bệnh bị mắc kẹt lại khi dịch bùng phát, thì còn có nhiều Việt Kiều muốn về quê ở bên gia đình người thân trong dịp dịch rất là nguy hiểm này. Có những ý kiến nói vui rằng họ bây giờ là Việt kẹt chứ không gọi là Việt Kiều nữa. Thưa các bạn, trước đây thì thông tin về vụ ông Lê Văn Thành, cán bộ phụ trách văn xã của xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông đã giả chữ ký để ăn chặn tiền thờ cúng liệt sĩ, tiền nghỉ dưỡng của những người đã khuất, gây bất bình trong dư luận. Rồi thì tiền của các cháu dân tộc thiểu số còn bị biển thủ lên đến gần 3 tỷ đồng. Liều vaccine tiêm cho một cháu thì họ san ra tiêm cho hai cháu. Đến mức ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương từng thốt lên: ăn chặn của người nghèo là nỗi sỉ nhục, đánh mất đạo đức làm người của cán bộ. Họ chỉ biết dùng những đồng tiền bẩn để vun vén cho cuộc sống, bản thân, gia đình mà quên đi nỗi đau, sự mất mát, đói nghèo của nhân dân. Hay như cựu phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khi còn đương chức cũng từng phải đào xót thốt lên rằng: người ta ăn của dân không chừa thứ gì. Cả một bầy sâu lúc nhúc kiếm ăn. Ăn tàn ăn bạo nhưng lại đại diện cho chính phủ, đại diện cho sự chính nghĩa, thương nước, thương dân, vì sự nghiệp nhân đạo, cứu giúp đồng bào. Thật là nực cười. Bà Lan năm nay 48 tuổi nhưng nhìn bà trẻ lắm. Nghe đâu bà có hai con đang du học ở Mỹ. Bà cũng mua được một ngôi nhà ở tiểu bang Ohio của Mỹ. Quả thật là bà rất tài và cũng biết lo xa. Có lẽ sau này bà định sang Mỹ dưỡng già chăng? Việc tổ chức những chuyến bay giải cứu để đưa công dân gặp hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về nước trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vừa qua của Cục Lãnh sự đã được chính bà Nguyễn Thị Hương Lan đánh giá là một trong những thành tích nổi bật ở bài viết nhân kỷ niệm 75 năm
ngày truyền thống công tác lãnh sự Việt Nam vào tháng 11 năm 2021. Trong bài viết, bà Hương Lan cũng nêu rõ, Cục Lãnh sự xác định cần tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác bảo vệ công dân gắn với dự báo tình hình, tăng cường khuyến cáo, thay đổi nhận thức của người dân ra nước ngoài về các quyền và nghĩa vụ. Lấy công tác nghiên cứu, xây dựng thể chế làm nòng cốt, cải cách hành chính là khâu đột phá, coi công tác lãnh đạo, đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ là nền tảng, kết hợp sử dụng công nghệ thông tin và tận dụng các phương thức truyền thông đại chúng trong triển khai công tác lãnh sự và bảo hộ công dân. Năm 2020, Cục Lãnh sự và cá nhân bà Nguyễn Thị Hương Lan cũng đã được nhận bằng khen về công tác bảo hộ công dân. Bà Lan từng khoe về thành tích tổ chức những chuyến bay giải cứu. Vậy bây giờ ai sẽ là người tổ chức giải cứu bà? Và ai sẽ là người có khả năng giải cứu cho bà đây? Hỡi ơi! Ý kiến của các bạn thế nào? Xin vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một share, một comment và cái nút đăng ký kênh. Nhớ đừng quên cái nút hình quả chuông nữa nha. Xin cảm ơn rất nhiều.